Rồi nhưng mà mai mốt gửi em không nhận nữa. Chủ nhà đi. Có gửi thì em không nhận nữa. Sao vậy? Gửi cô cứ gửi cho anh đó, gửi cho anh. À. Kính thưa tất cả các chú anh chị, hôm nay thì rất là nhiều cô chú anh chị mình muốn Bảnh tới đây cập nhật hoàn cảnh của bé Yến của chú anh chị. Dạ, hôm nay thì Bảnh cũng tới rồi. Thì hôm nay anh Kha gọi Bảnh tới đây có cái chuyện gấp, trả lại số tiền gì đó Bảnh không biết nữa. Mời cô chú anh chị mình cùng vào bên trong và nhớ xem mà bấm like cho Bảnh nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bảnh đang làm gì mà thở oxy chứ không anh? Dọn ba cái này chặt cái khúc đó lại đó cho nó trống hết. Tính xây nhà bên đây hả? Đâu có, thấy nó bịt bụ quá dọn cho trống. Tưởng đâu tính dọn chỗ làm đám cưới vậy. Trời trời. Làm đám cưới hả Yến nha. Rồi mời cả nhà mình cùng gặp gỡ mấy Yến cây lâu quá không gặp. Nè, thể uống còn nhiều nè, thể uống nữa đi. Uống trà sữa luôn. Sữa chưa mua. Ai mua Yến, ai mua cho Yến. Ai mua thịt về đang ốp chiều chiên cho nó đó, mới ốp. Để đi. Để ăn đi. Mua hôm rồi hôm qua cho nó ăn cá vậy, đổi thịt lên chiên cho nó nè. Tập cho nó ăn cá, cà phê ở nhà đó, cá chê chứ. À cá chê á hả? Mới ốp à. Ốp chưa cho lần chiều chiên cho nó. Vậy thấy giày rồi nhìn đúng không? Mang giày không? Hả mang giày không? Mang giày không? Mang giày không? Nay đẹp gái nha. Tắm mà nè, chưa mới tắm gọi. Vậy đó, sạch sẽ vậy á. Ngày nay mà tắm ba quận thì chỉ hoài không sao mà chỉ hoài nó tập không từ từ anh không vui không vui cái gì mình phải từ từ chứ anh phải làm liền là hết đâu đúng không con. Nay mặc áo đẹp không ta lại qua hôm qua anh thấy nó quậy hả trời mới đầu nó đâu quậy không Vũ đầu ngồi ngu đâu ấy đâu rồi hồi nó quậy lên chút vậy ai biết đâu anh chứ không gài nó đâu có quậy đâu không gài chỉ con cái gì phải không chỉ con cái đi làm á là nó nhà nó mới quậy thôi anh cho anh đi làm bỏ nó phải không đi làm bỏ nó mới quậy không đi làm thì sao có tiền ăn con bữa nay cho cột khăn chùm lại nữa rồi trời cột cho nó gọn rồi mới tắm là nó khô rồi cột cho nó gọn như ngủ với thức cái gì ở mặt này nè không chưa giờ nãy nào rồi chưa nằm được con chút rồi rồi mặc đồ vô đặng đi chợ đó cái đầu thức lâu quá không gặp nè tóc tay là đừng có qua mùng một mua trái cây thay cái khác một tháng thay hai lần tại vì mình thợ này lần tháng mình phải thay hai lần. Dạ yeah, lâu quá không gặp nhớ quá. Dạ 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 dạ. Ok. Lại đẹp mà hôm qua anh Bảnh nó hơi sợ sợ với anh gì? Vũ hả? Anh Vũ có là biết thôi, coi tay đẹp ơi. Nhưng mà lúc đầu nó không ấy chứ. Tay tôi biết. Lâu quá không gặp nè. Lúc trước xuống thường xuyên mừng lắm ha. Chạy lục cặp rồi ha. Hôm qua nè, hôm qua ổng mua cái này nè với ngày bánh gì bánh cốm đó ăn tới dội luôn hả với hôm qua nó ăn cơm với nó ăn tùm lum hết cho nó ăn rồi em đi chợ mua đồ cho nó ăn rồi nó gần nó muốn no luôn rồi gần tới chiều ảnh mới lại là nó ăn này kia nhiều lắm rồi mấy bữa trước thì cho ăn cá chê cái tập ít ăn cái đầu mua cá chê đâu nữa xuống đĩa nữa hả không địa bên đây bỏ một gọng nó vuột ra trơn luôn rồi vuột hết hả vuột cái hết chạy nửa bàn tay nè nửa bàn tay vuột rồi sao ăn nữa bung cho nó gái luôn bung cho ra đìa luôn lượng con gần bàn tay vậy đó cái đầu chiên luôn nữa thì nó vuột ra ngoài mấy đứa nó vuột ra ngoài á đâu mắc bị gì mắc bị gì nhớ chú không nhớ chú không nhớ là nhớ chú Bảnh rồi nói chú Bảnh không gậy lâu quá nhớ quá trời hả ghê yeah, cái này nhớ quá trời ghê cái này ghê ghê dạ hơn anh kia anh chưa được nhưng mà hôm qua anh kia nó cũng lại nó cũng mới đậu nó cũng vẫn bình thường quá vậy cũng ngô à em nói thiệt anh nha con á mình phải từ từ cái gì vậy đó nít mà đúng rồi chứ mình đâu phải muốn làm liền được đâu mua cái thao rồi đó hả
Rồi mua giặt không gài rồi. Mua thau mới phải không? À. Sao mua thau inox mà mua thau nhựa nữa rồi? Không, thau nó đâu có đặt đâu. Tại thau kia đó lầu qua nó mục. Không có. Không, nó không đập, nó không đập. Mấy thau này nó không đập. Tiến ơi. Có một cái là nó đi cái là nó qua nhà nó còn xe đồ thôi. Chứ nó không có đập đầu. Bữa giờ đi làm á hả? Có đi được có hồi ấy là được có một bữa mà tới giờ luôn đó. Có ngày mà. Tôi không có nhà nữa nè. Gà đâu có đi đâu, có nhà không mà. Nhà con gái bên ngoại á. Bà chồng nó mới chết, chồng đi bằng cái tên ở nhà ra ngoài ở với nó là ngủ quỷ. Có bằng thợ tan nó cũng hơi ân ơn. Dạ. Mẹ nhà nè, cha nó bỏ đi rồi còn mấy đứa. Tay có bị gì không? Có gì chảy máu không? Nó quậy á, nó điện ra ngoài á. Trời ơi trời. Này. Trời ơi trời. Là trời ơi. Cái gì? Ừ. Lại nó dạ hơn. Nhà chưa có nhà nữ nó nữa, Kha đi bằng đó. Cái nó quậy cái mãi á, con mà mấy đứa nó điện ra ngoài nói nghĩ nhà sao bữa nay nó quậy quá rồi. Cái nó qua mãi á, nó nói mãi. Mày qua nó la quậy đập đồm lắm chơi, cái nó kêu mãi mãi mày qua bảnh coi miếng kìa. Miếng nó quậy ra tùm lum hết trơn cái bảnh kìa, mày qua bảnh mày coi kìa. Dám qua kêu miếng gì đó, ấy à, mãi gì đó. Nó mãi qua ngoài là thấy đầy hết trơn rồi mãi dẹp. Họ dám kêu mãi qua con giờ nó miếng nó quậy á. Miếng nhỏ này quá trời mà, nó nói gì đó. Trời ơi, nó quậy nè, nó quậy nè. Ở nhà chặt này kia đâu bình thường ha. Còn có cái là đi là không có nhà nó ấy thôi. Tay này là bừng nó đập nữa. Đứt tay đẹp á, đừng cho chảy máu nha. Nha, đừng cho chảy máu. Thấy giày tôi nhìn hoài ta, muốn mang giày không? Chắc lạ quá. Mang giày không? Mang giày đẹp á. Chị là ngoan rồi, lâu quá không gặp. Dạo này khỏe ha, ổn không? Ổn, đi với Phong có bữa vào nhà nó kiếm có cái đồ, nó xe đồ chứ nó không có đập nữa. Mà đỡ cái đó. Nói chung là đừng có cho đập đầu là tốt. Có qua kìa, qua đi vòng vòng rồi sao mà để qua cái là như có hơi lạ vậy. Cái đi ngang đó tự nhiên đi ngang cột cái vỗ vô một cái. Thì có một cái màu vậy đó. Chứ hồi mà lúc mình về đây tới giờ là trời đó, nó khỉ địch nó nhỏng là về tới giờ là nó không có đập đầu luôn mà. Ừ. Cho uống thuốc tới đi chứ sao giờ con thì, anh chỉ vậy thôi. Thì à, em cho nó uống chừng nào uống mấy tháng chừng nào mà thuốc bạc liêu nó trở lại như ngày xưa á. Thuốc hồi đó có thuốc ở đây nè, nó uống là bển 8-10 đó. Là uống chừng nào mà hết tiền là em thuốc ở đây, nếu mà có nhiều lần là em nhập lại lấy ở đây lấy bảo hiểm luôn. Là hàng năm luôn đó. Tại cái đợt rồi cái thuốc nó hết á, hết ta đổi thuốc khác nó không có chịu. Rồi thằng kia nó cũng lấy nè, nó nói để chừng nào mà nó có đổi lại cái thuốc cũ á, tôi cho ông hay. Ừ. Người ta cũng lấy cho con tôi uống đó, bệnh đó. Vậy là thầy đồ sư gian giái thường thường là cãi đi bác sĩ gì đi. Tâm uống tâm thần uống là gian giái cũng buông ra. Cho nghiến. Tôi ăn kìa, cá chiên kìa. Tôi cho ăn đó. Dạ. Đó, hôm qua ta ăn kia uống lại bánh ngày ấy ăn rồi còn uống ăn mấy giỏi luôn rồi bạn qua anh kia kêu nói chuyện không nói chứ là lạ rồi sao mà ảnh cũng biết mà nó biết lòi như là nãy cách tuần người ta em không xuống đây mà đúng rồi cách tuần rồi ở tuần em đâu xuống bữa mấy bữa trước là em kêu anh có rảnh có đi xuống đây rồi tại vì có cô giấu tên nói thấy ảnh xuống đây của ai nè rồi anh là... biết được. Anh nói rõ từ từ đi, là có cô Mạnh Thường Quân làm kêu anh đưa tiền lại cho em hả? Là cũng như là gửi đưa lại dùm cho anh Bảnh, đưa cho ông Lụa gì 16 tuổi đó mà cô nói chỉ nói dấu tên thôi, đừng nói cô đâu dân á. Là cô gửi nhiêu? Là, để cô em lấy luôn, là cô gửi nè, quay có đây luôn. Cô gửi 2 triệu. Đưa rồi. À, mà Mạnh Thường Quân là giúp cho em bé kia là có cô mượn con là có anh Bảnh xuống á là nhờ gửi cho anh Bảnh đưa cho cái cô đỏ lụa vậy đó em lụa vậy đó à, bé lụa là có bầu 16 tuổi đó sẵn anh đi thăm luôn anh đưa tiền cho nó bé đó luôn đi nhà hả? Nhà nhỏ không xong nữa gửi cô cứ gửi cho anh đó gửi cho anh à. Đưa vậy là cô đó giấu tên phải không? Dạ giấu tên, nói cô giấu tên là được rồi, cô nói vậy đó. Ok. Là không nói nước nào. Bên Úc à?
Không, không có biết ở đâu giờ á, thì nói vậy đó. Ủa sao không biết ở đâu, sao anh nhận tiền được? Thì có số của em, hỏi em đâu, em nói Ngọc được, Bạc Liêu, ta đem lại, tới đây nè. Rồi ta dơ. Vì là anh dạo này nổi tiếng tới Úc, tới Mỹ luôn, ai cũng biết số có anh. Có đâu. Mặt có cái này người ta gửi giùm mà, người ta gửi đưa cho anh giùm. Dạ biết rồi, bây giờ từ khi mà em đưa cái số điện thoại của anh á, bây giờ ai cũng biết. Không có biết lâu, đâu có ai gọi đâu. Có người này gửi tiền không à? Thì đó, được người gửi tiền là được rồi. Đây là 2 triệu thì con cũng đã nhận 2 triệu đủ cô để con qua trao cho bé kia, bé lụa. Thì cô chú anh chị mình xem clip này thì con cảm ơn cô nha. Thì bây giờ em giữ 2 triệu này em giữ đủ nha. Dạ. Rồi nữa em sẽ đi quay bên kia em trao bên kia luôn. Dạ. Với em cũng nói vậy, em cũng nói vậy. Với sau này đó, hồi đó vậy phải không? Trời, trời, trời. Là Mạnh Thường Quân nó cũng giúp hồi đó vậy, giúp em thời gian qua cũng được mấy chục triệu đó đó. Ừ. Rồi nhưng mà mai mốt gửi em không nhận nữa. Nhưng mà có gửi thì em không nhận nữa. Sao vậy? Tại vì rồi bây giờ để em bỏ vậy em đi làm có nhiêu em lo nhiêu. Rồi cái này kia chứ em không có nhận nữa, cũng như có ai gửi thì em anh đừng nhận, em không lấy đâu. Cái đó để nữa con tính làm ơn, nữa con làm là tự xử luôn hả? Dạ chứ người ta do hồng không, như con nhỏ này nó bệnh. Nhưng mà nói cái này nhiều thì em không thấy biết bây giờ. Sao nó thấy nhiều người nhắn chửi. Không không, với không có đường, không có cả như nhỏ mà nó uống thuốc hoài, không có đường nào mà để giúp cả đời được hết á, không có giúp cả đời được đâu. À ý là anh nói là lúc nào có gửi cho không, ý của tôi là vậy, bây giờ hồi đó cũng nhận là của là nước trong nước ngoài cũng mấy chục triệu rồi, cũng chị nhỏ đã dẫn vậy, cũng uống thuốc nó cũng dẫn vậy. Tới tháng hết được. Biết rồi nhưng mà người ta không có nó uống thuốc hoài năm năm, muốn người ta không có thể nào giúp cho mình hoài được vậy. À. Cho nên tụi mình lo phần đó chứ không có để cho người ta lo mình hoài được, không có được. Nói chung ra là em cũng là mang ơn là Mạnh Thường Quân hồi đó giờ đã cũng giúp cho cha con em cũng như là cũng hai mấy ba chục triệu rồi. Rồi với em để tiền đi lấy thuốc với làm này làm kia đó. Rồi chừng nào mà uống hết thì thuốc này và hết thì tiền. Rồi sau này là Bạc Liêu nó có trở về thuốc cũ nữa thì em lấy bảo hiểm ở đây là hàng năm chứ hàng tháng chứ không có thể nào mà người không có thể nào mà người ta giúp năm này qua năm nọ để lấy lần vài triệu không có thể nào được, hiểu không? Rồi tự em kể cho nó bớt nó bỏ em đi làm nhiều ăn nhiều chứ em không có nói chung là em không nhận nữa. Ý anh nói em hiểu rồi, khi mình nhận nhiều quá mà con mình không lẽ không có bớt cái thứ nhất cái thứ hai nữa, nó chừng nó kéo dài thuốc gì uống lần vài triệu anh nghĩ đi là mà nó uống là mà 2 tháng là 2 triệu mấy rồi, 2 triệu mấy không đó. Ừ. 3 triệu mấy chứ, 2 tháng là 3 triệu mấy, 3 triệu 2, 3 triệu 3. Cũng thiệt tình, nói chung là em nghe cái câu chuyện. Còn, em biết rồi. Nói gì nói. Nhưng mà em không nhận nữa. Không biết sao của chú anh chị mình xem của chú anh chị mình có cái cách suy nghĩ như thế nào. Thì cứ để lại một bình luận thì anh Kha cũng có chia sẻ thì ảnh cũng đã trong suốt thời gian qua thì cũng được rất là nhiều cũng như là Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước. Cũng là giúp ảnh là 20 mấy 30 triệu rồi. Thì ảnh cũng có nói á, không lẽ là giúp con ảnh suốt đời, đúng không? Thì ảnh cũng chia sẻ là không phải là giúp con ảnh suốt đời. Thôi thì ảnh cũng nói là ảnh sẽ cố gắng làm để mà tự lo hai cho con. Tại vì chắc anh Kha cũng biết anh xem cũng còn nhiều hoàn cảnh quá ha. Nói chung là đúng rồi, thấy cũng còn nhiều hoàn cảnh này kia. Như em mà có 2 cha con nhưng mà nói kệ nó quậy cho nó vòng vòng đây đi. Còn em kiếm vẫn những ấy được. Còn ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, như em thì nói chung ra thì em tự lo được. Hồi sáng thì em có một Mạnh Thường Quân cũng như là có gọi cho em đó. Là không biết giúp cho anh hay là sao đó. Em không biết nữa, tại vì nếu mà em nhận được thì em cũng mang tới luôn rồi. Tại vì em có cho cái địa chỉ của em rồi. Thì Mạnh Thường Quân ở bên Úc hay ở bên Mỹ. Thì cũng có liên lạc với Bảnh hồi sáng. Thông qua những video đó thì chị ấy muốn giúp là cho bé Yến là cũng như là có cái tiền để ăn uống hay như là không đi làm được thôi. Nói chung là đối với những cái hoàn cảnh thì họ biết đủ như vậy thì cũng được thôi. Nhưng mà như là 100, 200 đô thì Bảnh sẽ mang tới. Bảnh chắc chắn thì mang tới rồi. Nói chung là
Tuy rằng anh Kha anh hơi ngại thôi, anh có cái lòng tự trọng, tại vì cũng là một người đàn ông. Thì thôi thì bây giờ anh nói gì thì em cũng chấp nhận, nhưng mà nhiều thì em có hứa, thí dụ như là 100 đô hay là một vài triệu đó thôi, mình cứ nhận đại để tùy tâm đi. Thì mình có phước thì mình hưởng thôi, biết sao giờ. Nhưng mà không lẽ lỡ một ngày nào đó anh không đi làm được rồi con anh không có tiền mua thuốc. Họ nó bắt chưa theo. Con anh không có tiền mua thuốc rồi anh lấy tiền đó mà lấy thuốc. Cũng ngộ, cũng khổ. Nhưng mà em như vậy không người ta không có thể nào mà giúp con mình lấy thuốc hoài được. Tại vì ở chảnh là thuốc nó không có chạy bảo hiểm. Chừng nào mà thuốc ở đây thì nào lấy hết tiền, chừng nào mà thuốc ở đây nó có chở về thuốc, nhưng hồi đó nó uống cũng vẫn khỏe nữa. Tại ta đổi hết thuốc á, ta đổi ra thuốc khác. Chẳng mình có cái vẻ mình lấy hàng năm cho nó uống. Chứ nó dứt thì nó không có dứt. Nói chung theo em nghĩ là con anh uống thuốc tới lớn luôn á. Đúng rồi. Thì Khải đó, hồi bệnh tới giờ là uống là 20 năm rồi đó. Thì khỏi á. Chứ em mang ơn là nước trong nước ngoài và rất nhiều. Chứ thời gian qua ai nói chứ mà người ta giúp lại tiền em hiểu em biết chứ làm sao mà em không biết được. Mồ hôi công sức không? Mồ hôi công sức của người ta em cũng vẫn biết, nhưng mà em cũng vẫn một tuần đi ở đảo có làm có em cũng vẫn biết vậy. Nhưng mà lâu lâu em làm được có ngày, lâu lâu em được ngày thôi kệ đi, thì có bao nhiêu em mang bao nhiêu mà Mạnh Thường Quân giúp tới em đã nhiều đó cũng được rồi, chứ cũng còn nhiều người khác đi giúp cho những người khác đi, còn em còn lâu lâu lo em ăn dính lại cũng không sao, thì cho con uống thuốc hoài vậy thì sao này em cũng vẫn cho nó uống thuốc vậy đó. Chị kêu đi chạy này kia là chị không hết đâu, đi mệt lắm. Chắc chắn là không hết rồi phải không? Nói chung nó giảm thôi. Giảm, nó giảm, uống thuốc giảm. Nhưng mà không chừng nào em đi nó mới quậy, em đi quậy. Nhưng mà em quyết định phải đi làm. Làm gần chứ làm sao không được, nhưng mà cũng phải lo phần nào, không có để cho Mạnh Thường Quân lo hoài được. Còn buồn bỏng để nữa em tính lên em. Thì nữa làm cái phòng đó, em làm tự làm luôn hả? Được, em làm được. Không lẽ có quen chị nào rồi hả ta? Không có đâu. Không, tự em làm. Cái này làm đâu có nhiêu đâu. Tại mình mà mua thiết với mình bắn dải cây mình làm buồn lại. Có nào là có bạn gái giấu em không anh Kha? Có đâu dễ gì. Có đâu có. Dạ không có làm đâu. Chứ em đâu có biết đâu à. Em thấy dạo này anh cũng hơi bị nổi tiếng rồi đó. Em đưa số điện thoại về nhiều người biết mà. Có đâu mà cũng... có gì bình thường à, cũng đâu có ai ấy. Có thì nói nghe này biết được anh mừng cho. Đâu có. Ừ, chứ đâu có ai đâu. Chứ có người ta điện là ta hỏi thăm miếng không à. Hỏi thăm. Chứ mà chưa hỏi thăm anh hả? Không hỏi thăm em. Em lớn không hỏi thăm, hỏi thăm miếng nhỏ nhỏ đâu miếng. Bây giờ chứ bạn đâu giấu gì sao? Nhưng mà anh Bảnh cũng kể lâu ghé thăm nó quay rồi cũng cho bà ấy cũng vui. Dạ, nói chung là... cái đó thì anh xuống một tuần trước thì em không có xuống đi quay thì nhiều cô chú cũng muốn em quay. Thừa sáng đó, hồi nãy em có nói là một chị Mạnh Thường Quân bên Mỹ là sẽ dở cho bé Yến và kêu em lại đi quay cập nhật. Chị rất là mong muốn xem được bé Yến cũng như là... à, xem như thế nào. Trời cái vô luôn á. Trời ai kêu là trời đi luôn. Trời vậy luôn á. Vậy luôn không? Trời vậy luôn á. Trời vậy luôn không? Ừ. Trời vậy luôn. Quá anh Vũ quẹo nói chuyện nhiều vậy. Trời luôn. Ăn cơm chưa? Thấy gì chứ người ta nhiều cái hoàn cảnh người ta cũng khổ cũng dữ lắm á. Mà tại vì em có kẹt cái là kẹt nhỏ này mới đi không được thôi. Chứ dòng người thấy người ta nguyên nhà ta bệnh hết này kia mà có con cái là không có nhỏ quậy. Không bây giờ nếu mà hoàn cảnh anh đó, nếu một tháng á, nếu mà thí dụ tiền thì mình không nhận, nếu mà có Mạnh Thường Quân cho mình 500 hay triệu đó mình thì làm một bao gạo đi thì em nhận. Ít thì được, ít nhiều ví dụ như cho mua bánh gì ấy thì được, chứ mà nhiều quá em không nhận à. Mà nhiều quá, nhiều quá thì được em ha. Tự nhiên nếu mà hoàn cảnh khác ham nhiều còn nhiều không chỉ mua chỉ có đồ mua có mua bánh thì nó em là không dám mua, nhưng mà còn hơn rượu như mua bánh thì nó cũng được đi chút hai cha con anh là một tháng là có đồ ăn với gạo là anh thấy ổn rồi hả? Không cần gì nhiều hả? Không cần nhiều đâu. Tại vì có cái nửa tháng đi có ngày hai ngày được vài trăm. Nay tập làm tay làm muối gì đó.
tay qua đại nó mới coi như vậy. Đâu cái tay coi không bị mua không? Đùng cái tay hết mới đây ra nữa nè trời, mới hết quả. Như vậy anh kia qua cũng em gấu quà, tại anh đứng quay đó ra. Không là thân rồi ơi, quen đó ơi, quen đó, ha. Vậy chứ bà cô già cũng giỡn giỡn với nó vậy, cô là qua giỡn giỡn được. Đây hàng xóm là biết rồi đó. Đâu, giờ đâu sợ đâu. Hả? Mặt đẹp quá à. Tắm rửa sạch sẽ gì đẹp gái không? Bữa nay ba lần, chắc sáng 6 giờ mấy tắm rồi chở đi chợ. Rồi cái đầu 10 giờ mấy tắm lần, hồi nãy mới tắm lần nữa cho nó mát cái. Gội, nãy gội. Đừng có ổn, đừng có chửi nha. Mày cho nó ăn cơm á, mày nói này kêu bằng cơm, cái này kêu bằng cá, là này kêu bằng thịt. Thì đó. Nó biết nghe chuyện, nó nói mẹ nó là nó buồn á. Bởi vì con nói mà nó kêu cơm mà nó không chịu. Nhắc tới mẹ là bắt đầu nó tụt cảm xúc là nó muốn khóc liền. Bây giờ thử 15 phút đi, bây giờ em nói nè. Bá. Nè mẹ đi bỏ rồi, mẹ Yến đi bỏ rồi. Không ai chơi với Yến nữa, là từ đây tới chú cũng không tới luôn. Ở đó một mình đi, mẹ bỏ luôn. Cha cứ đi làm bỏ luôn. Ở nhà một mình đi. Bây giờ là khỏe cái gì không? Khỏe cái nó không có đập đầu là khỏe cái đó. Bữa nay hết lắm. Cái gì chứ nó đập đầu nguy hiểm. Ừ. Mà nó không có đập khỏe. Nó không đập đầu lại đỡ, nó không ảnh hưởng. Còn. Lâu lâu cũng cũng không có xa nhà là đập không, nhưng mà đi mà khi nó mới ấy hơi thôi chứ con ở nhà mỗi lần con ở nhà nó cũng vẫn đập vậy. Con đó con em ở nhà khi nó lên cơn vẫn đập á. Buồn ngủ không? Buồn ngủ không? Mình điều ít, giờ ám gì? Hả? Buồn ngủ không? Buồn ngủ chưa? Hôm qua đó. Là đi mặn gì quá, nhà nó mới đập đầu thôi. Mỗi lần nó đập, có cha nó nhà nó cũng đập nữa bây giờ. Hôm qua đi ngang nó ngồi đi ngang cái... Rủ quay quay đi ngang cái quến vô còn cái. Đừng có anh gái. Sợ không? Sợ con nãy không? Bắt. Bắt quá. Bắt đấy, trong ra nè. Vậy mà qua giữ ấy rồi giờ không dám bắt đi. Mà bắt được cưng chút xíu à. Đi đi chơi. Thấy 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 ai được tính đâu, cứ tính đâu lại bây giờ thấy đi vô tiêu. Đó tao giặt không gài, nữa tao mua tao giặt không gài. Vậy là chưa có bạn gái phải không? Dạ. Chưa có bạn gái không? Vậy nuôi con chứ. Nói chung ra là làm mai con cũng không chịu đâu. Tại vì cái số vậy rồi, phải nuôi con rồi. Chứ sao dạo này thấy hớt tóc còn đẹp trai dữ ta? Tại bà hổm, không có, không gài nấy mới hớt bà hổm nè. Không, mấy tháng trước đâu có gì đâu hả? Có. Nhờ chứ bà ảnh lại. Hôm nay là nói chuyện nực. Nước ngoài là không hả? Không có, nực quá rồi bà hổm hớt luôn đi nha. Hồi đó giờ ông Sùn là con nó quậy quá trời, nhờ chú lại giúp tới giờ có tiền đi chị á, nó mới giảm nè. Nó giảm căng thẳng chú là đâu có được gì. Đâu nhờ chú lại quay. Tại nực nội quá rồi hớt đại cao lên vậy chứ. Ông thấy sạch sẽ rồi. Lúc đó mới đầu chú lại thấy ông nó quậy, chú bước dạ. Nhờ chú giúp có lúc, tiền đi. Lúc đầu lại kia. Chạy giọt không bô bay lụm chứ. Này nhờ chú đó mới đi chị đầu này đầu kia đó mới được giảm gì chứ. Con thề hổm đi ra nhà tao lấy bọc me ăn. Con me ăn rồi dục bôi thuốc rồi gần quét kiếm chết luôn. Con đầu, con mai cho nó đầu ba ba thôi tập kêu đây đúng rồi. Bởi vậy nhầm khi á mình hả nay con ruột mình vậy nè, nhầm khi người ta nghĩ này nghĩ kia tới chuyện tới nhỉ, đã mình người làm cha rồi mà đâu phải mình con cười đầu thú nó mới khác thôi, còn mình làm cha đâu phải người nào cũng như người nấy đâu. Là sao khi ta nói tắm cái gì cái đầu vụ chuyện tới nhỉ vậy chứ. Thế nó gột con của mình đâu có nuôi từ nhỏ tới lớn rồi. Thế sao không? Tại vì cũng có những cái trường hợp nó xảy ra, anh hiểu không? Bởi vì nhưng khán mà, giả người ta góp ý. Nhưng mà làm cha cũng từ theo cái lòng của mỗi tâm người, của cái thôi. Tâm của mỗi người chứ đâu phải là làm cha người nào nó cũng giống nhau đâu. Rất là nhiều trường hợp như vậy anh. Dạ, đúng rồi. Em, mà đa em phần coi là không phải mà. Là cha ruột, là toàn là cha ghẻ thôi mà. Ghẻ. Ừ. Cha ghẻ thì như là con vợ đó rồi sống chung rồi có men rượu vô thì nó ảnh hưởng tới gì. Còn con nhỏ này nói chung ra là cũng như em nuôi từ nhỏ tới lớn rồi đó. Nó gột mình từ nhỏ tới lớn thì mình hôm nay mình có vợ mình người ta chịu mình còn không chịu nữa mà không lẽ cha con mình cũng phải là mà mình cái tâm mình nó khác chứ đâu phải tâm người nào cũng giống nhau người nào đâu. Cũng như vậy thì ai nghĩ sao nghĩ bây giờ nó tắm được chứ mình phận làm cha mình cũng phải gán ấy mà em cũng gán tập nó luôn gặp nó hoài tắm hồi nó xối chạy không được đưa đồ nó không biết
Rồi cũng tập nó. Bỏ mà ngủ quá, ngủ cái bộ nó ngủ. Ngủ mai đó bọn con trốn mà giỏng nằm á. Vừa chui ra là vừa chui không? Ngó cái đầu lên là nó giật mình nó dậy liền. Cái thói quen ăn mà hay bị phun. Ta cho khôn vậy chứ chúa luôn. Ở dưới đám giỗ rồi. Cái đồ nào không ngon cho dục bỏ, đồ nào ngon mới ăn. Nói tại vì cái số phận mình còn he, ông trời à, ông trời ông đại mình phải nuôi nuôi con vậy, mình đâu có chạy khỏi đường nào này, có thể có cái nghiệp à, chắc kêu cái ác hay cái cô ác rồi cái tại vô kỳ muốn biết kệ đi mấy cái răng chùi nữa không lấy gì chùi chứ trước mày thiếu nợ nó bây giờ nó lên nó cho mày trả nợ nó à, tập nói ba ba đi chứ không phải mẹ thiếu nợ trốn đi mất tiêu. Nó ba ba. Mẹ Yến về kìa. Mẹ Yến về kìa. Mẹ con nên... Hả? Không, tới giờ còn nhớ mẹ nó. Được cái á, là con về đây á, là nói chuyện thì có thể nó gần được. Nó không có căng. Mình phải hiểu được ý rồi. Đó. Mình tiếp xúc từ từ nhẹ nhàng. 1, 2, 3, 4 rồi. Đâu mới 1, 2, 3, 4 rồi. Kêu nó, nhầm khi em kêu nó dọn cơm miếng lên là nó lại nó bưng bưng được cơm luôn. Vô nhà đi. Nhầm khi nó bưng được cơm. Mà... và về với con cái kêu nó lại kêu lại dọn chén lấy ơn của nó hoặc của em nó không lấy mà kêu tập kêu tắm bên là xôi cái là chạy ha rồi là không chịu và chạy mất tiêu luôn đưa quần cho nó mặc á tập đưa quần cho nó mặc á quần trái quần phải gì đấy cũng sọt vô lại cho nó từ từ về ở với ngoại ha. Ô, mặt bị mẹ bỏ. Nó hơi hơi nó sửa sạn đưa ngoại nó muốn lên kìa. Kìa, giận rồi đó. Giận nói tới. Đi về đi về ngoại đi. Ngoại đâu mà lần cũng nuôi mấy đứa con kia rồi đẻ ra nhỏ. Hèn như là cái có cái gì ở đó đó nói tới về bên ngoại là bắt đầu nó vậy. Nó chịu quá. Nó hiểu cảm giác như về đó sống sao nó bị gì á. Thấy không? Em đâu có nói giống đâu. Em hiểu cái từng chi tiết của bé. Mình nói chuyện ở đây thì không sao nghe. Còn nói về vấn đề ngoại và mẹ nó bắt đầu nó thay đổi cái biểu cảm liền. Thôi ở đây với ba. Còn đêm em dầm bộ em lại chạy trốn mà kiếm đậu gùi cái nó kiếm nè. Nó kiếm cái lắm tay lùi ra. Ừ. Chốt trong kẹt á, nắm tay luôn ra. Chúng ta nó có bỏ nó được đâu. Nó nghéo nó bữa nhà dưới mấy đứa chạy. Thì đâu bỏ con mà. Nó nghéo thắm bự ơi. Trời ơi bự ơi. Đừng khóc con gái nghe. Bự ơi sao bỏ mấy đứa gì. Ở đi với ba đi chứ không đi với ngoại. Đi Cà Mau ha, đi Cà Mau về ngoại đi. Đi về Cà Mau đi. Về ngoại nha. Thôi đưa nghéo về ngoại đi. Rồi thấy không? Rõ ràng. Thôi, ở đây với ba thôi. Năn nỉ thằng cái coi. Lấy cho dầu thường cho nó sức kìa. Lấy dầu sức cho nhẹ tâm trí cái con. Sức là hít thật là sâu, hít sâu vào. Hoặc hai, wow. Chịu lần mẹ đi về dưới đó biết lâu rồi cũng về đây bình thường, có ai nói gì đâu. Nó ghiền dầu đi. Cái phong cách người ta làm sao ha. Mà mình mới ăn đầu chua với ăn mẹ y chang như mẹ nó luôn trời. Giống mẹ luôn hả? Mẹ nó đó tôi đi dưới bẻ mà mắm đường á rồi lột cái hột á chọn một ề gì mà chấm ăn trơn hay thiệt. Vợ anh á. Vậy là con tánh giống vợ anh hả? Giống thịt luôn ăn mẹ giống ăn y không? Y chang ăn chua giống thịt. Cái bộ tướng đi cũng giống luôn. Yến à? Yến giống ai? Giống mẹ ai vậy? Có mẹ không? Thôi bữa giờ mấy cô kia có điện không? Này. Cô đó có điện không? Cô mà giúp cho cái thỉnh mèo làm ơn. Không. Có cô lạ này. Vậy là cô này điện. Mới đó phải không? Ừ. Tiền này thì nghi là tiền từ nước ngoài. Không biết ở đâu, không biết ở đâu nữa. Mà không biết ở đây hay là ở trên phố không biết nữa. Hay là nước ngoài vậy? Không có đâu. Sao mà không hỏi ở đâu? Đó ta giấu mà. Chừng ở trong nước mình. Vậy đi em cũng trong nước cậu ta cô cảm ơn cô đã có tấm lòng giúp cho bé kia nó cũng bị 16 tuổi đó cũng mang bầu đó kệ đi rồi anh bữa giờ có nảy sinh tình cảm với chị nào chưa chưa
Nhưng là nói chuyện với nhiều người á. Nhưng mà nhầm khi nói chuyện hỏi thăm mình xã giao cũng như là bà nghĩ về một người bạn bình thường xã giao luôn, giao lưu vậy đó. Cho nó khuây khỏa đi cái nỗi chứ dạo này thấy bình quá. Tóc lên... tai đẹp hơn em nữa. Có đâu cũng vô đây hai ba bữa nghiến được. Ngồi ngồi nhỏ nhỏ đó không được về con hết luôn. Phải nói gu rồi. Thì bỏ vậy phải ngồi nhỏ kia hết là đẹp rồi. Chịu. Mời mời. Tiếc. Mời ba mình đi cứ vợ quá thì được. Chia lìa là không chịu đó. Mời mốt ba mình đi. Hơn Sam nữa. Mời mốt ba mình đi cứ vợ bỏ mày rồi. Rồi. Cái số mà đi, cứ vợ bỏ mày rồi. Nuôi nó rồi. Chứ, bây giờ bỏ thì không lẽ chẳng lẽ chở vô Bạc Liêu bỏ đại mày Bạc Liêu chạy về. Đi nấm ruột đâu được, bỏ cái đó là tội lỗi hơn chắc chồng nữa. Còn nuôi tới giờ thì kệ nuôi tới đâu mình còn cứ còn sống thì vẫn cứ nuôi đi. Chừng nào mình mặn hoặc bị cái này cái kia là còn mấy thì ai nuôi lúc đó không biết thôi. Chứ mình còn mình nuôi. Nó chịu đấy. Nó chịu. Nó chở đi bỏ đó đi. Bây giờ cho dù bây giờ nó khùng hoặc cái điên hay là cả nào cũng vẫn là con của mình đó thì mình ví dụ như còn hai gia con mình cứ ngày nào mình cứ còn hơi thở là mình còn lo cho nó đi. Chừng nào mình đi làm nào cái này kia cái đó thì cái đó tính sao rồi cái gì cũng như là một đứa con mình như là cái nấm ruột của mình tạo ra rồi mình phải cố gắng để chỉ là nuôi cho con mình đã mình biết nó đã bệnh rồi chứ không bao giờ mà dứt bỏ được đó. Mình là đã trời đất xanh đã tạo ra vậy, mình là người cha rồi, mình là bổn phận làm người cha luôn đó, cho nó tròn cái trách nhiệm cuộc đời sau này á. Mình có mất đi á, mình bầu thai mình thành lại tốt đẹp hơn sao đó, nó vậy đó. Hôm nay có cảm xúc á. Nghe nói cha nó tính lấy vợ gì đó, tính bỏ nó về Cà Mau khóc á bữa nay á cả nhà. Vừa cái từ câu quậy dạo cũng bỏ luôn ha. Bỏ. Chừng nào mà nói câu đó là bắt đầu quậy đùng đùng à. Thôi ba không có đi, ba nhảy con. Nín đi. Nè, uống nước không? Nước ba nhà với con không sao. Ly gì này? Quá trời có miệng nè. Một phụ hòa ly bữa nay ly cái gì? Sao vậy nó vậy đó chứ sao vậy? Nãy giờ nó cũng đi con chặt này kia nó đi vòng vòng quá nó giỡn với con nữa. Chùi nước mắt đàng hoàng quá chứ. Trời đi vòng vòng ngoài chứ. Để chặt cái dưới vòng vòng ngoài nó đi. Thì chạy qua chạy trên cái là quốc họp này về cái nó uống chuẩn đỡ uống hết nổi rồi nó uống thì nó bệnh lỡ mà không phải bị bệnh đâu có được gì đây không bệnh lỡ nhỏ này rồi xưa không rồi đâu ngoại nó kêu để cho nó nuôi đó. Bây giờ nói cái từ đi là khóc đó. Thì kiếp này gắng lo cho nó đi, kiếp sau tốt đẹp hơn. Đó. Ai biết đâu được, cái đời người mà kiếp người là sinh mệnh tạo là đâu có biết trước được. Kiếp này kiếp trước thì mình đó mình ở sau kiếp này bây giờ mới trả là gì nè. Trả gì kiếp sau tự mới làm đẹp. Cũng có lý. Đẹp hơn nữa. Sao không anh nói cũng có lý. Bây giờ mình nói nhiều quá nhiều người ta nói ai mà không biết con bệnh, ai biết con bệnh nhưng mà vẫn biết. Nhưng mà có người thì cũng bệnh tâm thần diễn biến nè, là người đó thì cũng có thể là hiểu. Còn em vừa mới xem một đoạn clip của trên mạng là có một bé kia cũng trầm cảm và tâm thần. Ba mẹ thì cỡ tuổi nghiến nè, là ba mẹ bỏ luôn, ở chung mùi cô người bỏ luôn và xiềng xích nhốt lại ngủ qua đêm trong nhà quen. Rồi vậy ai cho ăn trời. Bây giờ bạn em đi quay rồi, bây giờ lấy bé đó ra rồi cho người khác nuôi lại. Nói chung là người mẹ nó đành lòng quá. Thấy không? Bị tâm thần luôn hả? Dạ, nói chung là bé nó rất là hiền, nó cười không à. Nó cười, nó không có nói chuyện được. Đúng mấy câu, con gái tướng cỡ này luôn mà đeo cộng dây xích từ chân đó, mà cỡ phẳng ở đây nè. Là ngồi trong hổm không? Bỏ qua đêm một cái căn nhà nói chung là nó trống rồi. Cha mẹ cha mẹ đó biết nói. Sở dĩ thì của chú anh chị mày mình xem được đoạn clip này á thì mình phải hiểu tâm trạng của một người cha đúng không? Cả nhà mình chắc biết là anh Kha thương con ảnh rất là nhiều. Đôi khi mình xem những đoạn phim trên mạng thì rất là nhiều trường hợp cha mẹ bỏ con thì rất là nhiều. Huống chi là một đứa bé mà nó đang bệnh như vậy, nhưng mà anh Kha rất là tận tâm để nuôi.
sở dĩ mạnh thấy những cái trường hợp con cái họ đầy đủ, nói chung mạnh khỏe mà vẫn họ vẫn bỏ đó với chú chị đó, cái đó là đáng trách đó chứ không phải đáng buồn gì. Sở dĩ thì anh khai như vậy thì mạnh rất là mừng, không phải là khoe khoang gì, đó là thấy ảnh có một cái tình thương dành cho con ảnh rất là nhiều. Ai nói gì mà kệ ai, mình cứ quan hỷ này kia đi chứ mình cứ cứ sống là giữ cái bình tĩnh với lo cho con là tốt đẹp, là điều tốt lành là được rồi. Thí dụ như bây giờ mình không có con bệnh, mình thấy con ta mình cũng xót chứ không xót, cũng cái đau ấy này kia ai, mình cũng có cái tấm lòng người. Đó, đúng rồi, làm kiểu nào phải có tấm tình người, người với người nhau. Cao hơn Nghiến đó, đúng rồi, cô đó cao hơn. Biết nói luôn, cô cao hơn Nghiến. Cô đó cao hơn con hả? À? Cao hơn Nghiến. Như hít vào gió vô tỉnh liền. Mang giày là cao bằng cô đó đó, mang giày vô. Ừ, mang dép cao vậy nè. Không? Thấy đó, để giày dép ở đó, sớm em vô em mang giày. Dép con đâu rồi, cha mua dép mang đồng ở đâu rồi. Đi kiếm bò đi, bò con bò là em, kiếm bò đi. Bò rồi. Em nó chắc lớn, em nó chắc lớn hơn nó rồi. Mày bọc tủ. Mày bọc tủ. Dạ, 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 có học gì đâu. Nếu mà đi theo mẹ anh chở nó chắc có học. Bà ngoại nó về dắt đi không biết lôi cho nó. Chắc không có học đâu. Đi đầu này đầu kia sao hả? Yeah. Yeah. Nhưng Yến không có học. Biết sao mà nói ta đi đầu này kia gũi ta sống chỗ tốt đẹp sao? Mình cũng không có nói người ta gì được. Cũng hên xuống. Tuy rằng ở đâu đâu vậy nhưng mà họ không có nói gì được, không nói dắt ta dắt đồ. Coi chung phim sao là ngoài có nghĩa. Ngoài thật. Khi á bắt về đi bán rồi. Thà có thì có nhưng mà cái tình người của người ta sống trong tốt đẹp hơn. Dù Hà Yến này với bé kia nữa, anh trai kia nữa, ai anh thương đứa nào nhất vậy? Đứa nào cũng thương thôi, đứa nào cũng vẫn con mà. Đứa nào cũng vẫn điều thôi, giờ khùng không điên khùng không rồi. Không có thương đâu. Hỏi thương ai tự nhiên nói thương Yến nhất quá trời ha, thấy đi khôn quá ha, đó biết lạc quan rồi đó. Rồi mình lau nước mắt ra rồi, mình không có nói về Cà Mau nữa, mình lau nước mắt ra đây. Nói về Cà Mau là khóc á cả nhà, nói về bên ngoại là khóc liền à. Rồi biết ngồi chững vậy là ok nè, mà có cái rồi đừng. Mình là người đi ruột theo con. Vậy là dễ muốn khóc, vô mùng đi. Vô mùng đi hả? Vậy bữa nó làm cái khung đó cho nó con ngủ trong đó luôn. Ha. Chừa cái cửa gì đó. Ừ, phải chừa cửa chứ anh đi ra đi vô nó đi vệ sinh rồi. Vậy cho con ngủ hơn nha. Tại bên kia nó làm có là thằng em nó đi làm nó chưa rảnh, nó cứ từ nào ấy thì tôi rảnh làm cho. Nói chung là bao anh là mua cái miếng PC gì đó. Không, mua tôn nóng không? Mua thiết hai thứ rưỡi, đóng cao cũng coi được, đóng thấp coi cũng được, đóng cho nó em cao. Em sợ nó nóng á. Hả? Thiết nóng á. Thì nóng mà nó phải nóng mà chứ sao vậy? Không, nhà mình mua cái miếng kia mà, miếng kia nó mát hơn chứ. Sợ miếng kia rủi có cơ bất tử rồi nó đập vô bể sao? Không, bể đâu. Cái đó nó dòi dẻo mà. Dạ, BK. Dạ, nó tựa BK mà nó dẻo lắm. Dưới đây khó mùa, khó mùa đó, thiết thì dễ mua, chứ cái đó khó mùa. Cái đó khó, nó bắt này khó mùa. Đây chạy tới chỗ mà ai lấy giác gì tới đây. Chở nó không có chở ra đâu. Thì bây giờ nói tóm lại là hồi sáng em có nhận cuộc gọi của một chị gái đó, chị Huệ bên Mỹ đó, ha. Thì chắc chắn là ngày mai hay gì đó, chắc chắn là tiền sẽ tới, mẹ không biết bao nhiêu. 100, 200 đô gì đó không biết. Thì số tiền đó em sẽ trao cho anh để anh mua cái gì cần thiết, nói chung hỗ trợ cho làm cái khung chỗ buồn ngủ đi. Không, không ấy gửi cho người khác đi. Thôi anh cứ cái đó phần đó chị buôn giúp cho Yến nè, làm cho Yến. Yến là buồn mẹ đi, chứ nhỏ có buồn mà. Em biết anh là rất là tự ái, tại vì sấy người ta nói nhiều quá, anh tự ái đó, nhưng mà chị mình có ai chửi. Em nói nghe nè, một nói chung là 100 người thì cũng có một người này người kia. Biết em biết. Nhưng mà anh tự ái là anh hại bao tử anh á. Không, không, không. Cái không, cái này không phải là cái này em là tự ái, cái này em nói sự thật. Tại vì đầu mùa người ta giúp mình cũng biết mà, chứ không phải là tự ái, tại vì em muốn nó cho nó bớt bớt gì, cứ lấy thuốc y cũ như là sau này ở đây nếu mà nó có về thuốc kia
là lấy ra khỏi tốn tiền này kia đâu, nó cũng đỡ chứ làm nhiêu ăn chút đỉnh chút đỉnh. Chí ơi, mà cứ nghĩ gì không mà ngánh đòi ta còn nhiều người khác, nó chứ không phải là mình nên, không phải là mình nên ở đây, hiểu không? Nhầm người ta cái nào lấy. Thôi bây giờ chốt phương án là gì đi, nói chung là em có nói với chị đó rồi mà chị đó một mạch là cái là trao cho bé Yến ha. Ok thì sẽ thay mấy cái tôn cũ lại lại rồi. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, mà hồi nãy giờ thì Bảnh cũng đã quay đã lâu rồi. Mời các chú anh chị mình hãy xem tập tiếp theo của Quỳnh Yến nè. Xin chào, hẹn gặp lại tập tiếp theo ạ.